Và đây là khi mà mình ở xa sang muốn xuống Kim Hê là đi cái hệ thống tàu điện trên cao. Bây giờ không biết gọi là tàu điện ngầm hay là tàu điện trên cao nè, bởi vì nó đi nổi. Cái này chỉ có mấy toa thôi, 4 toa. Anh cùng chứ, phải đó. Ở đó rồi đó. Lâu rồi không đi cũng thấy lạ. Lâu rồi không đi cũng phải là một năm rồi mới xuống cái chỗ này. Tham mộ chưa tới, đợt được Tết là đi một lần. Hồi trước anh xuống đấy lần đầu tiên là anh ăn cái ở đâu nè em đấy. Cản một đường cho máy, thằng đấy em đi tuyển kinh hết về xa xa nha, có nhiều mà. Ngồi đâu đây. This train is from Maya University.
Mỗi lần em về Việt Nam là ra đây. Quốc tế Kim Hiên. Anh giống tàu điện ngầm lên rồi đấy. Yeah.
máy sân cá. Yeah.
coffee với nó vô cao cao mắt đấy. Như lột coffee. Đây, mai tôi không biết đẹp chút quá. Thấy không? Nằm kín đi lắm.